Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, cũng như là ấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mình đăng video. Và nếu các bạn xem video thì các bạn ấn like, nhớ ấn like và cũng như là comment. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Mini World. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Nhưng mà bị chia hai ngả rồi. Chào mọi người. Hello mọi người. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến ngày hôm nay các bạn ơi. Chia thành hai phe rồi. Ngày hôm nay, đây các bạn thấy không? Con gì đâu? Chuột đấy các bạn, Jerry đấy. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phải đào những cái gọi là miếng phô mai thơm ngon bổ rẻ này để chúng ta chế đồ. Chúng ta sẽ đổi với cả Jerry để lấy những cái món đồ xịn mịn nhất. Ok, và đối thủ của mình, hai thanh niên bên kia thì chắc là... Ui. À luôn, chứ không phải nhìn phô mai này, lúc thấy giống gì không? Thế là phô mai là gì? Trời ơi. Không, nhìn cái đào ra phô mai nhỏ trong cái đồ ấy. Đâu? Nhìn cục phô mai đáng sợ thật sự. Núp thấy giống cục phô mai thật mà, miếng phô mai mà. Trời ơi, núp thấy giống ngoài đời. Miếng phô mai là phải tròn thật các bạn ạ. Miếng này nhọn này là hỏng rồi. Miếng nhọn đấy là cắt ra đấy, miếng phô mai của Jerry mà. Trời ơi. Đây, ok, chúng ta sẽ đổi tiền các bạn, bán phô mai lấy tiền. Chúng ta sẽ nâng cấp cúp. Phô mai của Jerry là phải hình tam giác. Tam giác cái gì ba, thảo lao thật. À đây cũng là tam giác mà. Đây không phải tam giác à? Đây chắc hình tròn. Đây tam giác méo rồi. Đúng ý là đây là hình chữ nhật. Rồi chúng ta sẽ tháo thật là nhanh. Ui quên mất, không bảo thanh niên Vanh đổi đưa tiền cho Núp để Núp nâng cấp lên cái cúc có kỹ năng luôn. Xong rồi Núp sẽ gọi là đào cho Vanh nhặt. Nào. Đâu vứt đây, vứt đây. Ok. Đó. Hợp lý luôn, phối kết hợp luôn. Ok, nó sẽ... Ui, rồi, Pixel chả có cúp kỹ năng từ lâu rồi. Mờ đi, đừng có một điều bốc phét ở đây. Đấy, đào dụng một đống này. Ui, ghê thật luôn, ghê thật sự. Ở đây không có túi may mắn đâu, thế là không bao giờ nhanh thế được. Không, hai người dồn đồ mà. Ghê. Ok, team kia có vẻ là rút ra kinh nghiệm từ những cái trận chiến rồi đấy các bạn ơi. Thì lắm. Nghe Zeno bán thắp giống đi mà ăn. Hai thằng mới đang cầm cúp đá này. Ta cũng cúp vàng à, không quan tâm nhé. Sắp lên cúp kim cương rồi. Và anh chờ xíu Núp đào lên cúp kim cương lại đây. Bây giờ lên cúp kim cương á, chẵn này. Trời ơi, nghèo. Đây, này, Núp đào cho Vanh ra đây. Vanh chế tạo cái cúp có kỹ năng đi. Đấy, bằng đấy đủ rồi đấy. Ok, 72 tiền này. Đấy, mỗi một cái đúng nhờ. Kim cương à. Ồ, bây giờ chúng ta cần đô la rồi đấy. Chúng ta bây giờ cần đô la rồi, không cần tiền xu nữa. Đô la này. Ok nha. Ôi, mỗi lần đào được hẳn 99 này. Hơn 99 miếng phô mai luôn. Quá trời là nhiều tiền luôn. Ok. Giờ chúng ta sẽ tiền gì đấy? Tiền 5 đồng à? À, tiền 5 đồng các bạn ơi. Đô la Mỹ rồi. Ok, cúp cao lục bảo này. Ui, cúp tình yêu là chúng ta còn một xíu nữa thôi. Ui, mình nghĩ rằng chúng ta không cần phải chế cái cúp xịn nhất đâu, chỉ chế cái cúp gọi là ổn áp ly hoa tủ lạnh đầu đĩa máy giặt hỏng là được rồi. Ok, đây cúp tình yêu này, tình yêu tình báo rồi. Bây giờ cúp nham thạch này. Ui, sắp đến cúp VIP luôn ạ. Wow, xịn thật sự. Ui, này Vanh ơi, Vanh ấy đi, Vanh chế kiếm đi này, lúc đào cho Vanh nhặt. Ui, tiếng đấy, ra thoải mái, không cần chế cúp nữa đâu. Rồi rồi, bằng số kia tiền thì chế cúp làm gì nữa. Quá trời luôn các bạn ạ. Đào một cái chắc là mấy chục stack. Tính. Ok, là chế cúp này. Đây, Núp sẽ chế cái cúp VIP nhất cho mọi người xem thôi. Chứ còn bình thường là mình sẽ không chế mấy cái cúp VIP nhất đâu, bởi vì là mình thấy nó không cần thiết. Ui. Thôi, đào một cái lủng luôn cái map ạ. Sợ thật. Rồi, chuẩn bị ra tham chiến nhá. Team bên kia chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ui, lại phải đánh nhau à? Thế lại phải đánh nhau à? Ghê quá nhỉ? Ok. Ui, chết giờ, đợi nhá. Mình hình như mình đổi nhiều tiền quá nên đâm ra nó. Jerry gọi là ăn phô mai bị sốc rồi. Rồi, ok. Đây, chúng ta cúp ma thuật siêu VIP. Ui, ngon. Sang xịn mịn luôn. Đây, để Núp nâng cấp lên cái túi giáp à? Ui, block à? Cần block à? Chết giờ rồi. Thức ăn đâu nhỉ? Có thức ăn đâu ta? Bùa hộ mệnh. À, chúng ta có bùa hộ mệnh các bạn đây. Thì ở đây có bùa trói buộc, bùa tăng tốc độ này. Ok, bùa tăng tốc độ. Đó. Ui, tốc độ chạy có 60 giây rồi à. Xem nào. Ui,
nào. Đây, đây chính là cái cúp VIP nhất ở trong cái cuộc chiến phô mai. Phô mai, ok. Còn bây giờ là mình sẽ về mua hết. À đâu, chắc là thôi, chắc là mua mỗi cái này thôi. Cái tăng tốc độ rồi thôi. Còn bây giờ là mình sẽ nâng cấp cái kiếm nhá. Phô mai, đây 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 đây, chúng ta sẽ... Đúng. Bài video xong kiếm VIP nhất rồi, đi đánh nhau đi, đánh nhau đi. Đi đi đi, sao? Ai, vanh vanh vanh. Thế nó cũng xong rồi. Thế nó cũng xong rồi, đi 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 đánh. Kiếm VIP nhất chưa? VIP nhất rồi. Vanh vanh rồi cái lưỡi hái. Chết giờ mấy tên ninh dọa mình sợ quá. Láo thật các bạn ạ, láo thật. Già xíu, cũng tin. Ta xíu các người dám gọi là đùa trên gọi là tử thần nào không? Già xíu, già xíu, già xíu, tới liền đây. Rồi ok, ui. À block phô mai tí mình ấy xong. Ôi giời. Nào. Anh ấy đã xác nhận nhà anh ấy. Nào, chiến luôn ra đi, chiến luôn, chiến luôn. Chà núp về đi, về đi, về đi, dọa thôi, dọa thôi. Dọa thôi. Chúng ta làm dọa thôi. Đàn thanh niên. Thôi đi bà đây. Dọa thôi đấy, dọa dọa nhẹ thôi, dọa nhẹ thôi. Đấy, dám dọa team tôi à? Rồi bây giờ về thì giáp đi. Team bên kia chắc chắn là sắp có đủ VIP rồi, núp đoán chắc luôn ạ. Đây để núp chế tạo áo giáp. Thanh niên chưa chế tạo áo giáp à? Chưa, đây giờ. Ui, chế tạo áo giáp đi. Ô, mấy thanh niên đấy chuẩn bị xong báo thù đấy. Mình thấy dấu chấm xanh đang tiến lại gần nha. Nguy hiểm nha. Đây chúng ta sẽ ấy phô mai đi. Và mình chế anh block đã. Phô mai này. Block phô mai 5 block. Rồi ok, bé 40 block về chúng ta sẽ mua túi giáp cho túi giáp kim cương luôn nhá. Vì là đây giáp kim cương là giáp VIP nhất rồi sao ấy. Ui, không có giáp bất tử nên yên tâm. Đấy, bây giờ là chúng ta sẽ xem nào, lưỡi hái à. Lưỡi hái 200 đam. Ui, tính ra lưỡi hái nó mua rẻ cực. Đấy, thì banh như ấy. Lưỡi hái mua rẻ dã man luôn này. Đấy, VIP nhất là có 20 block rồi. Trời đất ơi. Bắn súng nữa nào. Súng, 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 súng. Súng thì cũng bình thường các bạn. Súng 3 Zoka cộng tiểu liên. Ok, mình sẽ cứ nâng cấp hết đi. Ngại cái gì đâu. Rồi, ok. Đây, chúng ta sẽ đổi tiền nhá. Mình cái tính của mình là thích bao giờ gọi là full đồ VIP đi, bắt đầu mình mới đi chiến. Đó, bình thường là các bạn sẽ theo kiểu phong cách đó là sang sau đó thì có đồ nào nó gọi là khá khá rồi là các bạn đi chiến luôn. Nhưng mà mình không. Mình theo phong cách khác các bạn. Phong cách đó là... Úi dồi, thiếu tiền. Như này, thà luôn lúc lúc bẹn mò sang nhà ghét thật sự. Mò sang cầm súng bắn chơi chơi. Khoe khoe đâu? Khoe các bạn. Giỏi sang đây. Quảng cáo là mình có đẹp VIP bây giờ. Thôi thôi, thiếu thế rồi. Đây mình vẫn vẫn thiếu 28 đồng. Đây, rồi ok, núp cũng súng vào rồi. Chúng ta chuẩn bị xác rồi. Đây, vanh chờ núp xíu nhá. Mình bán phi tiêu bùa hộ mệnh thôi. Cái gì đây? Thì ra người chọn cái chết. Rồi. Trời ơi, mấy cái VIP thật dễ đồi căng rồi. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi thanh niên mặc súng, cầm súng sang này. Xong rồi nhá. Nào để cho farm đã. Xong rồi nhá. Đang farm mà chưa đổi được đồ nữa. Ô, luôn. Tính ngay kiếm này gây sát thương không ấy này. Ôi. Kiếm không lợn sát thương. Ôi ôi, kiếm này. Hai cái kiếm này không gây sát thương nhau à? Kiếm này khó nhưng mà sát thương gần. Ui. Kiếm lợn mà các bạn ơi. Kiếm này gây sát thương gần. Từ từ chém chay, chém chay, chém chay, chém chay, chém chay. Rồi rồi, thanh niên Zeno. Ui, chém chay cũng cùi lắm. Thanh niên Zeno có áo giáp rồi phải không? Có rồi chứ, chuyện. Ấy à, xuống ấy, ôi 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 ôi. Nào, video chơi súng hay video ơi. Cầm súng với cả kẻ cầm kiếm với kẻ nào hơn hả? Sao, sao? Cái đi nhờ. Bây giờ cái kiếm này nó không có tác dụng đánh xa đâu mọi người ơi. Thôi nhá. Núp, 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 núp đi, đi ra rồi. Mình phải mua súng rồi. Mình để này không, không được. Nào. Rồi xong đấy, trả lại ngôi làng bình yên rồi đấy. Mình bị chậm mất một nhịp pin sao ạ? Các bạn biết mình trả lại cái gì không? Chế độ linh tinh à? Ơ, thì cái núp này giết hết cả PC rồi. Núp, núp tiêu diệt hết Zeri bên team kia rồi. Núp tiêu diệt hết Zeri bên team kia bây giờ không còn gì nữa. Làm sao đổi đồ được? Chỉ có sang nhà bên đội đỏ là đổi thôi. Mày đâu chuẩn bị tham chiến. Thế, thôi rồi, bán phi tiêu nào.
Phi tiêu level 3. Anh đâu, thanh niên kia đổi đồ đây, kìa. Đây. À, trời, không cho đổi đồ luôn. Đổi đồ này. Ui, cái này sát thương từ xa nó hơi yếu các bạn ạ. Cái này sát thương kỹ năng. Trời, chưa kịp đổi xong. Sao đổi được súng rồi. Bất lực quá. Súng á, mới mở P5 các bạn, chưa lên được súng xịn. Trời ơi. Ghê chưa. Thấy không? Thấy mình nhập mồm rồi với anh. Thấy mình gọi là trí không? Ơi. Mình biết rằng là mấy thanh niên này đang chế đồ, thế là mình phải tiêu diệt NPC đổi đồ, bán đồ nữa. Sau đó chúng ta vay chế xong hết đồ chưa? Rồi. Rồi này, lúc xe gọi banh cái súng là cân hết rồi. Lúc xe gọi tự diệt. Ôi, mắc hành rồi. Rồi. Bây giờ yên tâm các bạn, cho dù thời gian nó gọi là vô cực đi thì team bên kia cũng không bao giờ có được. Thanh niên Zeno đi đường tắt qua nhà mình rồi. Cái đi, cho đi. cho đi đi, vay không bán nữa. Không bán nữa, tầm này không bán nữa đây. Này, sang đi mời rước hai ngày qua đổi đồ này. Cũng giết hết Zeno rồi. Đi sát Zeno ơi. Trời ơi, chết rồi, chúng ta thua rồi. Nước đi của các ngươi nha. Giờ này ta sẽ không cho các ngươi đổi đồ. Sao? Thế nào? Ở trong này có NPC. Sao về lấy Jerry? Hết rồi, hết Jerry bán phô mai rồi. Nào, đấy, thua tâm phục khẩu phục nha. Úi giời ơi, chí quá mà, đúng chí quá mà mọi người ơi. Úi giời. Ăn được ở hai mạng kìa. Chí quá mà. Úi trên nào mình hết ăn. Giết được một mạng rồi. Phi tiêu này là tớ ăn, mình thử phi tiêu này. Trời, được một mạng danh dự. Ui rồi. Ôi, hình như vừa đi mình rơi chạy nhanh rồi mọi người. Tin nên nào nhận được cái chạy nhanh. Rơi cái tăng tốc độ chạy. Nhưng mà thôi không cần. Phi tiêu đây. Cái bùa tăng tốc độ. Bùa tăng tốc độ chạy. Thả thanh niên sao nhận được. Không cần đúng bạn ơi. Sao, là đấp đi. Ra là chết các bạn ơi. Ui, thôi mình làm đến 50 mạng rồi, mình tuyên bố thắng luôn nhá. Cho đỡ phải gọi là khổ sở team bạn luôn. Quá trời là ghê luôn. Rồi, cho vanh mạng cuối đi. Ok các bạn ơi, thì cuộc chiến ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đó, ngày hôm nay mình với cả vanh đã gọi là chiến thắng hoàn toàn tuyệt đối rồi. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like như đăng ký kênh của Nút nha. Và đừng quên qua kênh của Zeno, qua kênh của Vanh, qua kênh của Pixel. Ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.